tiếng mờ nghênh, buông như ngọc ngọc hoàng chính điện đi linh linh tiêu ý. Loan thanh giá hồi cung
quỷ, gia uy sát quỷ, trừ tình của lớn đệ nhất chắc tài. Sống độc đồng tiên ngang sau 30, sống độc đồng tiên ngang bồng lai tiên nhi cảnh không sai đi nào.
Truyền phán các quan lớn về, truyền phán các quan minh tảng cơ hữu đội, lượng ban đáo đàn lệnh truyền văn võ đối hạ. Binh vạn mã hàng ngà kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn cơ. Thiên đội vạn cơ lệnh truyền thiên đội vạn cơ. Quan lớn bây giờ người chắc rằng anh linh trước là khám xét diện định, sau là thu trọng ý trừ tình ghen đầy xa uy chẳng thế biết tay. Văn sớm dâng lên thượng lai, văn sơ dâng lên tấu quan đệ nhất người chép biên dành dành kê xó để thể trang sinh. Xếp lai thai tống khang linh họ trường phi cho dũng mệnh đuôi đường. Cấp như luật luật linh linh. Phùng kính như lai chiếu điểm khai khai tần đớn khai tần đớn quang minh chiếu. Hai nhĩ năng thông chứng khai tần khẩu năng thông thực. Hai tư túc bộ ngành khai tâm tâm bình chính khai. Huyền diệt uy linh liệt bảo hóa ông linh. Chân linh nhân đồng lớn về, chân linh nhân đồng trao khăn tứ phủ. Chấm đồng làm tôi độ cho đệ tử hơn người. Chứng quả đang duyên đi đủ cho gia chủ con lòng thành dựng nên công danh sự nghiệp trên đời. Phẳng lặng than qua bốn mùa, phẳng lặng than qua ai xuân thu cầu lộc lộc thu đông cầu tài hè về sắc phúc trừ tai. Lại nở ra sông chứng sông, lại đã ra sông vì cây thông lại nầy trùi thông diệt ra bốn mùa phạm lặng đàn khoai. Cấp thực cấp lương của lớn bè, cấp thực cấp lương cho thân no ấm đi, cho tâm vững vàng, cho đồng thanh bóng lịch vẻ à phang.
dáng ý quỷ cùng tà phách tàn hồn bay. Tôn quan nể vạn phép nể ai tẩy sông ngân nể ngài cũng vượt vượt nể bể đầy cũng qua chiêm bái quốc đảo dân cầu nhà nhà ấm no hạnh phúc à. Thế mà nhị thứ con lớn chấp kỳ lễ bạc tâm thành kim ngân sớ điệp vàng hoa chẳng hát ngày nay tâm đồng chốn gia chung nhỏ chí thiết tâm thành thiết lập đàn duyên trên thỉnh Phật tuyên kinh dưới cung ninh hội đồng tam tứ phủ cơi trầu bát nước sở cậy một ân đồng đền quan thầy hoặc hoàng ta khai hồ vượt phủ xuất thủ trình đồng cho họ vũ giờ trở lại chính thức là con nhà thánh cơ cánh nhà đồng á. Con lớn khuôn phủ cho họ vũ được đồng khôn bóng ngoan đồng sang bóng lịch trong chốn gia chung họ vũ được thuyền xuôi một dòng nước chảy một bến á. Con lớn cho thương mại được hanh thông tài lộc được vượng tiến á. Cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty á được người nào được lộc ấy được phúc như đông hải á. Thế mà tam thứ con lớn ban khen ban thưởng cho chư vị pháp văn pháp sư cung đàn đến hát tiên cô quỳnh quế các thanh đồng đạo quan đính ghế gần xa cách ra trong họ mưa không quả nắng không nghề ngày nay nhất tâm bay ít trước cửa đền thần tam tứ phủ để trợ duyên tiếp phúc cho nhà họ vũ canh đàn có lẽ được thập phần viên mãn thế nào. Ngồi đệ đất ngài quy linh trung chính ý biển là nhường đức tình 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 ngài ngài thành ra hồi cung bước đi quyền mãi lớn đệ nhị người quyền gái cười và giám sát không sai đại thần hà ba thủy thần lệnh sai hà ba nghe thủy thần nhiên nhiên đi dâng dâng nước nghe xoay vần vần hề mưa xa ấy
ai chiều thanh yêu bát nhang hạ bút phê sai cảm phiền chư tướng người đau lai đủ chi đã sai binh cũ thủy hữu sai binh mã kéo đi ập mập cờ vàng chất dư chủ tâm tâm tài mã dâng lên hôm nay tài mã dâng lên đây dâng quan để đi người chết biên rõ ràng để cho họ vũ bình an. Lai tai tống nghi an khang thọ trường phi cho dũng mạnh đuôi đường dân an quốc thái lộc tài hanh thông lễ cầu sở nguyện lòng tâm tam thai sinh ngã lai tam thai dương ngã lai tam thai hộ ngã lai nhất an tam môn đỉnh hai thân thể sáng bản mệnh đắc bình an cấp 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 như luật luật linh mở phủ hai đàn có lớn về mở phủ hai đàn trao văn tứ phủ cho người trần gian từ nay phú quý vinh hoa. Cấp lưng về cấp
luôn cho thân no ấm đi, cho tâm vững vàng, cho đồng thanh bốc bục vẻ vang. Tâm thần hoan lạc đảm đang mọi bề, cho đồng qua bến sông mê. Mở phủ khai đàn có lớn về, mở phủ khai đàn đi sóc chúng, mở phủ cho người trần gian độ, cho đệ tử an khang. Lấy ở nơi nơi nước này, lấy ở nơi đâu nước này, lấy ở giống sâu thì về tiến cho đệ tử đèo. Lên cây đức bốn mùa xanh tươi hơi lan thơm mọt nhà. Mở phủ quấn cầu lớn về, mở phủ quấn cầu độ cho đệ tử, qua cầu bình an độ cho đệ tử an khang. Ngật lâm sơn
kiều chị lòng lòng nghe thành chiều chân tâm sơn chi cao hệ thanh chi thâm ấy thực thực chốn nên non nhân 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 bầu nước nước
một tuần nhang lòng thành, thắp một tuần nhang nghi tú về thoải phù. Các ban các tòa thiên đình thoải phù riêng la. Tứ vì thoải phù đức vua ra được định tôn dòng làm chúa thoải kinh. Sớm dâng lên thượng lai, văn sơ dâng lên tàu quan tam phủ người chép biến rành rành về cho tiên chủ bình an. Họ vũ bình an độ cho, họ vũ bình an đi cửa nhà phu quý khang ninh thọ trường thuê cho dung bệnh khang từ. Phùng thỉnh như lai chiếu điểm khai khai tầm nguyện khai tầm nguyện quang minh chiếu hai ní năng tông tính khai thần khẩu năng tông thực khai thư túc bộ hành khai tâm tâm bình chính khai huyền diệt quy linh diệt màu hóa hồng linh dục giới không phi ngại dục giải ngại phi không pháp giới hoa hoạt động khai tăng thâm cờ diệu quang minh chứng hình nhân. Châm lính nhật đồng đồng lớn về, châm lính nhật đồng đồng sao khăn tứ phủ, châm đồng làm tôi đủ cho đệ tử hơn người. Phải đạo làm tôi quân thần, phải đạo làm tôi trên thuật lòng rời, dư thuật lòng dân hội đồng ba phủ nghiêm quân quân hồn. Chứng quả đàn duyên lớn về, chứng quả đàn duyên đi cho an bản mệnh, cho thân vững vàng đồng thân bóng mịt vẻ vang. Lại nở ra rồng trứng rồng, lại nở ra rồng cây thông lại nầy, rồi thông rượu già bốn mùa phẳng lặng an qua. Cấp thực cấp lương lớn về, cấp thực cấp lương cho thân no ấm, cho tâm vững vàng, cho đồng thanh bóng lịch vẻ vang. Chú mở phủ cho người trần gian độ cho đệ tử an khang. Lấy ở nơi đâu nước này, lấy ở nơi đâu nước này, lấy ở sông sông thủy tèm cho liên hệ. Cây xanh đầy lập nghề cho trời nở hoa bốn mùa phẳng lặng can qua. Tưới cho cây lộc bốn mùa xanh tươi huệ lan sum họp một nhà. Mở phủ quân cầu lớn về, mở phủ quân cầu đô cho tín chủ qua cầu bình an tự cho đệ tử an khang. Chúa sổ đế đình ngon bút son, chúa sổ đế đình ra tay cải tử hoàn sinh cho trần độ cho đệ tử thanh tân. Thank you.
triền ý tâu đức đệ tử này tiên bản văn đàn dâng nghe sự tích nghe thành hoàng thái tử xuống bề lạnh răng
đền thờ quan niên tàn tiếng ai vàng tả long long hiếu hồ thạch thành bàn rất uy. Tiếp
vốn còn trời cái nghịch thiệt thiệt cùng. Chuyện mười phương lên lên trời dưới ất ất ninh quản nê thông thông chi đạo Phật Phật đi truyền ra ý. Giáng anh linh trước là ám xét địa định, sau là thu sóc người trừ tinh phen này ra uy trần thế biết tay. Sớm điệp dâng lên kim ngân, sớm điệp dâng lên dâng quan đệ tứ người chép biên rõ ràng phê cho gia chủ bình an. Phúc lai tai tấn nghi an khang thọ trường phê cho dũng mạch đuôi đường. Bao nhiêu hạt ách tống ra hải ngoài đủ cho già trẻ gái trai ra chúng thịnh vượng lộc tài hoàn hận lễ cầu sở nguyện tòng tâm. Tam thai sinh ngã lai, tam thai dương ngã lai, tam thai hộ ngã lai, nhất an tam hồn đỉnh nhị an kiểu phách tinh, tam thai an thể trạng bản mệnh đắc bình an cấp 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 như luật linh. Trâm linh nhân đồng lớn về, trâm linh nhân đồng trao khăn tứ phủ, trâm đồng làm tôi độ cho đệ tử hơn người. Trên theo Phật thánh ý, dưới theo đồng thầy dốc, một lòng không dám đơn sai.
đàn duyên lớn bày sứ quả đàn duyên nghe độ cho tín chủ để dây bình an độ cho đệ tử an khang. Tâm thần hoan lạc đảm đang mọi bề cho đông đông qua bên sông sông mây. Rồng lại nở ra rồng, hạt thông lại nảy, trời thông dưỡng ra bốn bốn phẳng lặng tan qua. Cấp thực cấp lương lớn về, cấp thực cấp lương nghĩ cho thân no ấm, cho tâm vững vàng đồng thân thân bóc bóc vẻ quang. Mở phủ hai đàn đình trong chung mở phủ cho người trần gian độ cho đệ tử an khang. Trên theo Phật thánh, dưới theo đồng thầy dốc một lòng không dám đơn sai. Dâng quan đệ tứ người chép biên rõ ràng về cho họ vũ bình an. Phải đạo làm tôi quân thần, phải đạo làm tôi trên theo Phật thánh, dưới theo đồng thầy dốc một lòng không dám đứng sai. Thank you.
cửu rượu đào tài các đế kinh nghề xoan thanh giá hồi cung đệ tử con nghe cúi đầu đốn thủ tiên tiên chầu quan đệ ngũ tuần tranh chiến tiên đội vạn cơ quan tuần bây giờ người loan giáng anh linh trước là bảo gia đình sau là tôi chóc hết sự tình phen này giao ý trần thế biên tay trần thế biết tay giao ý trần thế biết tay ngự lên đồng tử cứu dày nhân gian cứu đâu đâu đây đó bình an sớ điệp dâng lên kim ngân sớ điệp dâng lên quan tuần tu đối người chép biên rõ ràng vì cho họ vũ bình an quan tuần tu đối người chép biên rõ ràng phi cho họ vũ bình an phúc lai tai tống an khang họ trường phi cho dũng mạnh đối đường
nhiêu ngàn ách tống ra hải ngoài đủ cho già trẻ gái trai gia chung thịnh vượng lộc tài hoàn hồng lễ cầu xả nguyện tòng tâm văn sống dâng lên được lại văn sơ dâng lên quan tuần tâu đối người xếp biến dành dành thế cho tiên chủ bình an Thank you.
cùng cùng tâm chủ đạo quốc học vui sở nguyện vui sở cầu tổng tâm hả? Phật dạy ông, xin ông sáng mắt, ông làm đệ tử cho đệ tử của ông. Đẹp như cái ghế của ông, thích nhất công cho tâm đầu có vũ cũng như cái niềm khe tâm đầu có vũ sở cậy bổ cân đồng đền quan thầy họ hoàng tất ngờ vì đại thống sông tranh ơi 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 bên sông tranh nay sang nước còn ghi một một mảnh liệt oai hùng hương trang sĩ ngàn năm ghi đề dầu anh linh lâu giàu bên
sau huyết sắc sáng bạc đền khuôn phù mẹ từ mọi miền được vinh hoa. Cho bảy huyện được phúc đẳng hà xa, bao nhiêu hạ ách của lớn tông ra hải ngoài. Tám huyện già trẻ gái trai, xa chung thịnh vượng lộc tài hoan hân. Chín huyện đi giáng phúc lưu ân mê phần, giáng lưu phúc độ thiên xuân thọ trường nghề. Tiếng ai nước nước danh tung hoành dung lượng, cảnh non bồng nước nhược bồng lai. Vui chơi bàn chúc bàn mai, bàn lăn tiệc họp xung bày sướng ca. Thanh gia đồng đình vô xa bát tải đến đồng bằng nghỉ điều quan đệ thất thất nê anh linh nghề khác thường ra quan triệu thường là con vua thứ hai đời lê thái tổ quản cai triều đình ra đền rồng sớm vui vẻ đền rồng nghe dây thủ tiếng cầu hồng nghề vào ra loan thanh giá tiền thánh trên ngàn tiền nghe dân vạn nghe tiền thánh nghe trên ngàn nề đông quân tuần quan đi sáng để chứng thơm đi là có tiếng
tiếng đồ lên mẫu bàn đến đây.
đi rừng, cứ đêm 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 đốt đốt đi rừng, sáng nghe tiếng cứ rừng gọi nhau, chỉ cần già mòn coi quạt quạt đầu. Trời về từ sớm chiều ta vang, tay tới bề mặt rừng vàng, đẹp cho sông họ giàu sáng, đời đời đẹp cho các ghê, đời đời giàu sáng. Lộc đẹp ta đầu người ban ra, bù đạo thì đã an lành, ban cho thành đồng tiền tốt lụa dày ý à. Bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, thành đồng còn để nhang khói phục thờ. 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm, 30 mùng 1 ngày rằm 14. Trên đồng cuồng nghi sương nghi rơi tí tách, nghe tiếng lá rừng sao sạc năm năm canh canh dê kêu, đôi núi vang vang tanh nghe nghe à. Trên cành lá rơi con đường nhỏ dẫn lối vào hang động, chầu giáng sinh trên đất thổ đông cuồng năm thân, ngày nắng giờ dần ý. Năm mi thân đi ngày mão giờ dần giáng vào quyền ca, con sông hồng mà dì rào bước dày nó xuống về đất Ninh tổ mau qua đi. Quyền cai
lục lừng châu. Chín tầng nghe suối một nàng bầu tiêu giao dòng chơi dài dài đời anh hà. Dòng chơi rừng quê rừng đà ngày nay mây gió trong sao lờ non buông mi non mi buông vai quẩy lắc lắc hoa đông cuốc tuần toán vào xa xôi đời. Phủ thiên thay hành vân ra vũ làm dày gió mưa ra hồi cung vì đồng không sai sâu đệ tử tùy đồng chiếu dung công chúa ngự đồng cứu dân. Dòng ngang thập cờ rửa quang miền chứng đàn chung hạ tích bằng tụng và kinh phục hoàng lần lần thánh chúa thiên trung vương thanh gia tịch cũ lê chiều giờ trang tịch cũ lê chiều ủy châu năm sóng hoa bi kiều dĩ hương thành gia hồi cung công nương xuất phong a mỹ lục công nương bốn dòng trần thị sinh năm xuân hữu lục giáng là nơi cát địa chín tư rừng đích 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 thượng chúa tiên thank you.
dâng tiên tuân nhang, dâng lên cúng mâu chín mười phương độ trì, tay dâng nhang điểm điểm từ bi. Chiều lượng cũng nghe nắng nắng ai vốn dòng sơn sang ngự kinh tình lặng chúc mang giang ý tới đâu có đón hoa xào,
trôi bên điều sớm chiều tàng tàng. Tay tôi mê mặc rừng vàng, đẹp cho trong họ giàu sáng đời đời, đẹp cho trong họ đời đời giàu sáng. Trần gian ghi nhớ ơn người, nhớ miệng sâu cười lại cười rất rất xinh nghe. Gã rừng gõ mỏ tụng kinh, voi trầu hộ phục ông xa đứng kề trầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.